Hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khôi Michael và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series review siêu xe. Vâng, và ngày hôm nay mình đang ở trong cái quán bar của mình vui chơi cùng với lại tất cả các fan của mình. Đấy, các bạn thấy không? Fan của mình đông không? Đó, rất là đông luôn. Đấy, mình đang nhảy ở đấy, các bạn thấy không? Không biết là các bạn thấy mình không, nhưng mà mình thấy mình rồi đấy. Đấy, đang nhảy. Úi giời ơi, nhảy như kiểu chạy bộ vậy à. Vâng, và ngày hôm nay thì mình sẽ review một cái con xe. Không, hôm nay là một chương trình rất là đặc biệt. Đó, ngày hôm nay mình sẽ review, không phải là một đâu ha. Vậy nói lộn thôi ha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ review hai con siêu xe khá là mới ha, trong cái game này. Đó. Và ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vô trong shop và xem hai con siêu xe vô cùng mới đấy ha các bạn. Và xe này là thuộc dạng xe chiến tranh, xe trong khu quân đội, nên chúng ta sẽ phải vô Warstock ha. Ok, đó, các bạn thấy có cái gì mới không ha? Thì hôm bữa thì chúng ta thấy có cái con B11 này nó ở bên trên đây này đấy. Và ngày hôm nay thì nó đã có thêm một cái này và cái ở trên đây nữa. Đó ha. Thì ngày hôm nay mình sẽ review hai cái con này ha. Vâng, và đầu tiên thì mình sẽ mua hai cái con này trước đã ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ mua cái con trên đầu tiên này trước. Đây chính xác là cái con xe tải ha. Tên của nó là Terobit đi ha. Đấy, mình đọc là Terobit đi cho nó, không biết là đúng không nhưng mà ok, cứ đọc vậy đi ha. Terobit. Wow. Và đây là loại xe tải giống như kiểu xe MOC, hay nói cách khác là xe móc cho nó dễ hiểu ha. Và trong đây thì chúng ta có thể độ được tất cả các cái này đấy. Đây là màu sắc cho xe. Đó, rất là nhiều màu sắc luôn. Đây, đủ màu tha hồ cho các bạn lựa chọn luôn này. Ok, mình sẽ chọn cái màu xanh nước biển này ha. Rồi, đến cái phần tiếp theo. Và đây là chúng ta sẽ chọn cái họa tiết hoa văn cho cái nền nhà của chúng ta, nền cái trong xe ấy ha. Ok, đấy, rất là nhiều họa tiết luôn. Ok, mình sẽ chọn cái đầu lâu này đây ha. Đầu lâu này nhìn khá là đẹp nên mình sẽ chọn nó. Và giá cũng khá là rẻ thôi. Giá cả rất là phải chăng. Có 65.400 đô thôi ha. Ok, tiếp theo là đến lượt cái gì đây. Vâng, đây chính xác là cái khẩu súng đó, khẩu súng giống như kiểu của con Chernobyl ấy ha. Ok, và bây giờ mình sẽ chọn nó luôn. Rồi, tiếp tục là cái này là drone gì vậy? Thì cái này chính xác là cái flycam ha các bạn. Đó. Ok, mình sẽ chọn cái flycam luôn. Wow, flycam gì mắc vậy trời. 815.000 đô luôn các bạn ạ. Đấy, rất là mắc. Ok, và tiếp theo là súng này. Chỗ này là cái phần độ súng ha. Đó. Và ok, tiếp theo là phần độ xe. Đó, mua luôn. Và sau khi mình mua hết tất cả những cái thứ mà mình thích thì giá của cái con xe này nó rơi vào tầm khoảng là 3 triệu 4 đi ha. Đấy, mình quy tròn vậy cho nó dễ hiểu ha. Ok, và mình sẽ mua. Rồi, mua nào. Vâng, và mình đã mua xong cái con xe đấy. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục mua thêm cái con tiếp theo. Ok. Mua này hơi lâu, mong các bạn cũng thông cảm ra. Tại vì mình muốn cái series review của mình là nó chi tiết đến từng cái góc rẽ của nó, nên mình sẽ phải review một cách rất là chi tiết ha các bạn. Đó. Ok, và đây chính xác là cái con xe mà cũng khá là mới đây. Tên của nó là Official MK2. Thì cái con này là phiên bản thứ hai của cái con Official ấy. Mình đọc cái tiếng Anh không chuẩn thì các bạn thông cảm nha. Đó. Thì phiên bản thứ hai này thì chúng ta có thể thấy là nó đã mất đi hai cái lốp xe, thay vì hai cái lốp xe thì nó đã thay vào một cái động cơ phản lực đó ha, gồm bốn cái ống đẩy này ha. Đây chính xác là cái ống đẩy để cho nó có thể bay lên được, và có cả bốn cái cánh nữa đó. Và giá của nó là 3 triệu, cái này quy tròn thành 3.9 triệu nha các bạn. Ok, và mình sẽ mua nó luôn ha. Rồi, và gara mình full rồi thì chắc mình cũng để vô cái con xe này thôi. Đây, Terobit đấy ha. Chính xác là cái con xe vừa nãy mình mua đấy, thì mình sẽ để cái con xe của con xe bay này vô cái con xe tải đấy luôn ha. Ok. Rồi, và thế là chúng ta đã mua xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm đi xem nó ha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ phải chờ nó gửi về đã, rồi chúng ta mới có thể đi xem nó được. Wow, và mua xe xong là được cộng thêm 5.000 đô nữa, cũng khá là phê. Good girl. I've set the nerve center up in your truck and we're ready to go. Bà, access the back of the terabyte and I'll get you on the comm system to explain some things. Mình này. And don't worry, gọi điện á. I'll explain đó là đã chuyển xe về rồi thì phải. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vô xem coi. Mình thì không biết cái xe đấy nó ở cái kho nào nữa các bạn ạ.
nên mình sẽ phải đi kiểm tra từng kho một ha. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ vào cái kho thứ nhất trước. Thực sự là mình không biết nó ở cái kho nào luôn nên mình sẽ kiểm tra lại từng cái kho một ha. Ok. Rồi, đầu tiên là cái kho thứ nhất của mình, hay nói khác là cái gara thứ nhất luôn. Không biết là trong gara này thì có không đây. Phải đi kiểm tra lại hết các bạn ạ, đi test và đi kiểm tra lại hết. Vâng, và cái kho này không có cái gì nữa các bạn ạ, chỉ có mỗi một con máy bay duy nhất và một con máy bay duy nhất mà thôi. Ok, mình sẽ qua kho tiếp theo ha các bạn. Ok, thử vô lại Night Club coi. Xem coi, không biết là cái xe nó ở đâu luôn, tại vì mình cũng không biết thật. Thật sự là mình không biết. Wow, trong đây cũng không có luôn. Rồi, kho thứ hai chỉ là những chiếc xe chức năng đặc biệt thôi và vẫn chưa thấy chiếc xe mình vừa mua đâu cả. What the heck? Xe đâu rồi? À đây. Đây rồi. Terobit Gara. À, thì ra là nó ở trong Gara 5 các bạn ạ. Rồi. Wow 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 wow, đây. Đây. Đây chính xác là cái con xe mình vừa mới mua xong nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy là nó được ở một cái gara riêng và trông nó rất là to. To vãi cả trưởng ra luôn. Wow, rất là to luôn các bạn ạ. Ok, và bây giờ mình sẽ thử vô độ nó xem coi ha. Mình sẽ độ con này trước này, sau đó mình sẽ độ con Operation M2 sau nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ độ con này trước. Đây là rác này, tăng phục các kiểu này, động cơ các kiểu nâng cấp lên. Còi hú hú tí cho nó, hay hay. Rồi, mày mê ông các kiểu có hết nha các bạn. Mày này sai, mày sai, mày sai, mày sai, mày sai. Biển số xe nữa là biển màu đen. Đấy, tên khô luôn. Nhà có điều kiện đấy, nhà mình không có gì đâu, chỉ có mỗi cái điều kiện này mình cũng một cái biển số là khô luôn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chọn màu cho con xe này. Mình sẽ chọn từ màu khuyên ra. Và màu khuyên ngày hôm nay khá là khá mượn nên chúng ta sẽ không chọn màu khuyên mà chơi màu chrome luôn. Ok, một mình màu chrome nha các bạn. Và dưới này chúng ta sẽ chơi cho nó một cái màu trắng nhám đi. Nó có trắng nhám không ta? Để kiểm tra thử ra nào. Ồ, màu trắng nhám khá là xấu. Vâng, và mình sẽ độ lại con xe này với một cái màu đẳng cấp hơn. 6 and a half hours later. Rồi, màu trắng chúng ta sẽ chọn màu đen nhé. Đó, và màu trên này chúng ta sẽ chọn là màu metallic này, chọn là màu trắng cho mình. Đó, con xe nó sẽ lắp đổ khi mà độ hai cái màu này vào nhau. Đây, đó, con xe nó sẽ rất là nổi và đẹp luôn. Ok, rồi và phần độ là gần xong rồi các bạn ạ. Bây giờ mình độ cái kính limo nữa là xong này. Vâng. Và ok, mình sẽ đi ngắm một vòng cho các bạn xem cái con xe Terabyte này ha. Ok, đây, đây chính xác là phiên bản mình vừa mới độ xong. Và các bạn thể thấy, nhìn là biết khô Michael độ ngay ha. Nhìn rất là đẹp. Ok, mình sẽ chỉnh lại cái lốp một tí. Cái lốp này phải chơi cho nó màu đen thì nó mới phối màu, nó mới đẹp được các bạn ạ. Đó, phải chơi cho nó màu đen ha. Chỉnh lại cái lốp tí thôi. Chỉnh màu cho lốp này, màu black này. Đó, nhìn chất ngay luôn các bạn ạ. Hôm nay giọng mình khàn quá các bạn ạ. Ok, mình xin phép là mình nói nhỏ đi một tí, tại vì giọng mình khá là bị kiểu giọng nó bị bể đấy các bạn. Đấy nên mình nói nhỏ đi một tí nha. Ok, đó. Và con xe mình đã độ xong mà các bạn nhìn coi. Chất chơi người rơi chưa? Quá chất luôn. Đó. Con này thì vừa nãy mình đã độ đủ các kiểu ở trong rồi. Và bây giờ mình sẽ vô trong cho các bạn xem. Và để mình cho các bạn xem một vòng đã ha. Đó, từng chi tiết một. Con xe này thì nó là một loại xe tải. Đó, ở trong nó như kiểu là một xe hạng sang. Đó, có logo gì đây này. Đó, rất là đẹp. Xe này gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái đèn pha và một cái đèn xi nhan. Đó, rất là nhiều đèn luôn. Đằng sau thì gồm có 6 loại đèn khác nhau. Vàng, đỏ, trắng ha, và hai cái lốp dự phòng. Đó. Ok, và bây giờ mình sẽ vô trong và review tiếp cái không gian ở bên trong cho các bạn xem ha. Ok, không gian ở trong con Terabyte này. Giọng tôi nãy nó bị bể đấy các bạn ạ. Đấy, phải nói nhỏ. Ok, và vừa vô trong các bạn có thể thấy không gian của mình rất là đẹp luôn này. Chất chưa. Quá đẹp luôn. Các loại máy móc là tiên tiến. Đó, có cả bảo vệ bằng dấu vân tay nữa kìa. Đó, đây chính xác là cái con xe Operation MK2 mình vừa mới mua xong rồi các bạn. Đấy, thấy khá là chất ha.
Your weapons workshop is over here. Rất là chất luôn các bạn ạ. For the kinds of jobs I've planned, và đây chính xác là cái chỗ mà chúng ta độ súng. So it's for the best you got. Và độ cả xe luôn. The workshop will allow you to buy and upgrade a range of weaponry into superior Mark II variants. Có cả viên đạn 10 ly nữa kìa. Or make them look pretty, if that's what you're into. Now, chất vãi. That big touch screen in the center of the room is where you really be looking. Bảo vệ dấu vân tay. We'll QB everything we're doing from there. So, đây chúng ta có thể điều khiển bất kỳ thứ gì mà chúng ta muốn và có thể check bất kỳ những cái thứ gì mà chúng ta thích. Đó. Đó, và đây chính xác là không gian bên trong cái con MK2 này. Ok, lộn cái con Terabyte này ha các bạn. Đó. Đấy, vừa nãy mình cũng khá là nói chi tiết rồi nên mình cũng không nói lại làm gì ha. Và một cái điều mà mình chưa nói nữa đó chính xác là cái tủ quần áo là ở chỗ này luôn. Đó. Đây đúng không nhỉ? Đây, đây chính xác là cái tủ quần áo. Đó, chúng ta thể lựa bất kỳ bộ nào mà chúng ta thích luôn. Ui giời. Ui giời. Sao người tự nhiên biến thành vậy rồi. Ok, rồi. Và vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu là lên cái con xe này và độ cái con MK2 này ha. Đó. Ok, và đây chính xác là con xe MK2 của chúng ta. Và cái không gian độ này nó cũng khá là hẹp đấy các bạn. Đấy. Nên mình sẽ độ nhanh cho nó. Rồi. Đây là tất cả những cái custom mà MK có thể nhận được. Đầu tiên là rác này. Chính xác là súng. Vâng, và ở đây thì chúng ta sẽ được chọn hai loại súng nè. Đó. Thì loại dòng súng đầu tiên là dòng súng MG, hay nói cách khác là nó sẽ bắn ra những cái viên đạn nổ ấy các bạn. Dòng thứ hai là dòng homing, là bắn ra những cái tên lửa rượt. Đó. Thì đầu tiên mình sẽ test thử cái dòng MG này trước ha. Ok, và nên mình sẽ mua nó trước. Rồi. Và thế là chúng ta đã độ xong cái con xe này. Thì ok. Thì cái video ngày hôm nay mình sẽ chia ra làm hai phần nha các bạn. Phần 1 thì theo cá nhân mình thì mình nghĩ là các bạn sẽ thích cái con motorbike này ha trước. Đó, thì vì thế mình sẽ review con motorbike này trước. Và phần 2 mình sẽ làm một tập riêng để review cái con gì nhỉ? Con Terabyte kia sau ha. Ok, rồi các bạn chấp nhận vậy ha. Tại vì mình nghĩ tập này cũng khá là lâu nên mình sẽ review trước cái con này trước ha. Và nếu mà còn thời gian thì mình sẽ review cái con kia luôn. Nhưng mà nếu mà không còn thời gian thì mình sẽ review một mình con này thôi ha. Vâng, và không nói nhiều nữa thì bây giờ thì ra xe nào. Ừ, không phải ra xe mà là ra ngoài nào. Vâng, ok, đấy chính xác là cái xe bay của mình vừa mới độ xong. Và các bạn có thể thấy là nó lơ lửng trên không. Đó, như vừa nãy mình cũng nói rồi là nó lơ lửng được là nhờ cái bốn cái động cơ đẩy kia ha. Đó, các bạn thấy không? Bốn cái động cơ đẩy chỗ kia. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống và cho các bạn xem tận mắt cái con này một lần nữa. Ok. Đó. Và mình nói lại luôn ha. Thì con này là được điều chế từ cái con motorbike mà ra. Và nó đã bỏ đi hai cái bánh xe và nó ráp thêm một cái động cơ phản lực của máy bay vô nữa. Đó, động cơ tên lửa đấy. Tên lửa đẩy luôn đấy ha. Và ở cái động cơ này thì chúng ta có bốn cái động cơ đẩy. Đó. Giúp nó bay lên được. Với lại bốn cái cánh. Đó. Giúp nó có thể bay và lượn được. Ok. Rồi. Sao rồi? Sao không chỉnh được góc nhìn nữa rồi? Ok rồi. Và bây giờ mình sẽ thử test cái khả năng bay của nó xem coi ha. Liệu nó có bay nhanh hay không ha. Wow. Vâng, nó cũng có thể bay lên được. Và mình thấy là nó bay cũng khá là nhanh đấy. Để xem có tốc độ là bao nhiêu. 85 km trên 1 giờ. Tốc độ bay nha. Cái này là không tính theo km đâu. Nó tính theo cái tốc độ gì đấy. Biết đó, nhưng mà đây là tốc độ về nói về ngành hàng không ấy. Đó, cái số đo về ngành hàng không ấy. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ xuống cái ống cống chỗ kia và mình test một số thứ nữa ha. Rồi, về mặt tốc độ thì mình thấy cái con xe bay này bay rất là nhanh. Nó có thể là nó nhanh hơn cái con Deluxo hay nói khác là xe ô tô bay. Đó. Rất là nhanh luôn. Và con này có một cái mình rất thích, đó chính xác là nó có thể phóng tên lửa được. Đây, như vậy đây. Đó, các bạn thấy chưa? Nó có thể phóng.
phóng được cả tên lửa nữa. Đó, giờ các bạn muốn nạp lại đúng không? Muốn nạp lại năng lượng thì các bạn phải dừng lại. Đây. Đó, và cái điều mình thích nữa là cái con xe này nó có lơ lửng được ha. Đấy, nó lơ lửng được như vậy luôn. Nhờ bốn cái động cơ đẩy kia nên nó có thể lơ lửng được ha các bạn. Đó. Và một điều nữa là mình rất là thích ở cái con xe này, nó chính xác là trên trời nó cũng bay được. Đó. Nó không cần phải đi xuống dưới mặt đất nó nạp năng lượng. Đấy. Các bạn muốn nạp năng lượng thì các bạn chỉ cần việc dừng lại và tiếp tục làm quái thôi. Đó. Và một điều mà mình cũng rất là thích ở cái con xe này nữa, đó chính xác là nó có cả thêm cái như này đấy. Đó, các bạn thấy không? Đó, chất chưa. Dừng lại này. Đó. Rất là chất luôn. Quái này. Đó. Rất là đẹp luôn ha các bạn. Nó có một cái chức năng, nó chính xác là chống bom ấy các bạn, nên nó thải ra được những cái khói như thế này. Đó, bay lượn một vòng luôn. Nhìn đẹp ha. Quá là đẹp luôn. Đó, mình rất thích cái con xe này ở cái điểm là như vậy các bạn ạ. Đó, tạo thành một hình vòng tròn ở trên trời luôn. Rất chi là chất. Rồi, và bây giờ thì nói sơ qua về cái sở thích của mình là như vậy rồi. Và bây giờ thì mình sẽ test thử cho các bạn xem sức mạnh của nó ha. Thì cái con xe này thì tuy rằng là nó cũng khá là nhiều cái điều mình thích. Mình thích cái con xe này ở rất là nhiều điểm. Nhưng mà cái điểm mình không thích nó chính xác là về cái phần súng của nó, cái hỏa lực của nó các bạn. Đó. Thì việc đầu tiên là nếu mà chúng ta độ cái khẩu MG ấy thì chúng ta chỉ có mỗi cái khẩu MG thôi. Hay nói khác là đạn canon đấy, đạn nổ đấy ha. Đó, và chúng ta sẽ không có đạn homing. Đấy, như các bạn có thể thấy mình đổ từ nãy giờ không ra đạn homing này. Đó. Và đạn nổ này thì nó có một cái nhược điểm nữa là nó bắn rất là chậm và rất là yếu luôn. Đây mình bắn thử cho các bạn xem ạ. Đó. Bắn rất là chậm. Đó, các bạn thấy không? Bắn vô một cái xe mà phải hai phát nó mới nổ. Rất là yếu. Đây để mình bắn lại cho các bạn xem. Đó, phải 2-3 phát luôn đấy. Đó. Nên nó cũng khá là yếu. Đó, đó là về phần đạn nổ. Còn đạn rượt thì các bạn biết như thế nào rồi đấy. Nó cũng khá giống với đạn của con xe ô tô bay. Nhưng mà nó không rượt kinh bằng đạn của ô tô bay. Đây là mình xì khó cho các bạn. Và con này thì nó chỉ có bằng đấy chức năng thôi. Và con này thì mình sẽ làm một cái series cũng khá là vui nhộn về cái con xe này. Wow, rất là đẹp. Các bạn nhìn này, rất là chất luôn. Rất là đẹp. Đó, đó về phần canon thì nó như vậy. Thì mình sẽ test cho các bạn xem về phần homing của nó ha. Ok, tắt khói đi. Và con này nhược điểm của nó là nó rơi kiểu dạng nó không hạ cánh được đấy các bạn. Đấy, chúng ta phải cắm đầu vầy và mới có thể hạ cánh được ha. Ok không ạ? Rồi. Thì ngày hôm nay thì nếu mà các bạn xem video này thì các bạn cũng thông cảm cùng mình ha, ngày hôm nay mình bị bệnh. Đấy, giọng mình nó không được ổn. Đó, nên có thể là mình bình luận không được hay. Thì mình cũng mong các bạn là cũng bỏ qua cho mình ha, và mình sẽ cố gắng khắc phục cái giọng nói của mình ha. Ok, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình, và bây giờ thì tiếp tục mình sẽ đổ qua đạn homing. Hay nói cái khác là đạn rượt, đạn tên lửa rượt ha. Ok. Rồi, homing giá là 126.000. Ok, chúng ta sẽ đổi qua đạn này và ra ngoài. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ bay lên. Thì đạn homing thì chúng ta có hai loại đạn, đó chính xác là một loại đạn là khóa rượt này, hay nói khác là khóa truy tìm mục tiêu, và một loại đạn là truy tìm mục tiêu. Thì ok, bây giờ mình sẽ phải náo loạn thành phố để cho mấy thằng cảnh sát nó ra đã, để test cho các bạn xem ha. Ok, náo loạn thành phố một chút đã để cho mấy thằng cảnh sát nó ra và test thử cái đạn rượt. Của bố tới đây. Mình sẽ cố gắng để bắn người dân. Ui giời, làm xong rồi. Mới một sao thôi các bạn ạ, rất là yếu. Ok,
Ok, và 2 sao rồi, 2 sao là đủ rồi ha. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ lên con xe bay này và test thử cái đạn. Đạn mình nghĩ thì mình sẽ test đạn rượt trước nha các bạn. Đấy, đạn rượt đây. Bạn thử nào. Đó, rất là chuẩn xác luôn ha. Rồi. Đâu rồi, cái xác đâu. Ôi giời, bắn lộn. Được rồi, cảnh xét này. Và đạn này nó cũng bắn liên tục nha các bạn. Nó y chang cái con xe Opposition cũ ấy. Đó, và bắn rất là chuẩn luôn. Không cần lốc đỏ nó cũng trúng rồi. Bắn rất là chuẩn ha. Nó lên 3 sao một cách nhẹ nhàng luôn. Ôi, sao vừa nãy không trúng kìa. À, có cái máy bay này. Mình vừa thấy có cái máy bay. Đây. Wow, rất là chất. Bắn rất là chuẩn. Và bây giờ mình sẽ test một cái khả năng mà mình cũng vừa mới nghĩ ra cho nó và xem coi nó có thực hiện được không ạ. Đó là khi mà mình bắn bọn cảnh sát này thì mình sẽ phóng cái tên lửa và bắn nè, xem coi nó có chuẩn không ạ. Wow. Wow, rất là chuẩn các bạn ạ, rất là chuẩn luôn. Với cái con xe này thì các bạn có thể trốn cảnh sát được 100% mà không sợ bị bọn nó bắn. Đó bạn ạ. Wow, rất là chuẩn ha. Đó, mình vừa phóng tên lửa cái mình bắn cái homing luôn mà rất là chuẩn. Ok, trên chỗ tòa nhà EA kia có 2 chiếc máy bay kìa, để mình lên đấy mình test thử ha. Đó, trên đây lock cái gì vào trời. Chúng không đây. Wow, đạn lạc rồi các bạn ạ, đạn lạc rồi. Nắm lại nào. Ok. Wow, nó cứ bay ở trên chợ đầu mình ấy nên mình không nắm được các bạn ạ. Để mình bay ra xa tí ạ. Rồi. Ui giời, mày bỏ này mẹ. Ngắm ngơ à. Lốc nào. Đúng không đấy. Wow, trúng luôn ha. Đó. Cái con này thì mình cũng rất là thích. Đấy, mình thích con này hơn cái con Deluxo rồi các bạn ạ. Thú thật với các bạn thì mình đã mua một tập đoàn Deluxo vô cùng bá đạo trong cái gara của mình luôn. Và tí nữa mình sẽ cho các bạn xem ha. Một tập đoàn luôn. Đó. Úi giời ơi. Ủa bánh. Nổ bè chiếc máy bay luôn. Vãi cả trướng. Một pha test mà nổ luôn cả con MK2 rồi. Và ok, và bây giờ mình sẽ test thử xem coi là khi mà chúng ta làm hư con MK2 thì nó sẽ chuộc là bao nhiêu tiền nha. Theo mình nghĩ thì nó sẽ là tầm 20.000. Đó, tại vì tất cả những cái xe mắc nhất đều 20.000. Úi giời, có 10.000 thôi, rất là rẻ luôn các bạn ạ. Con xe Opposition MK2 này có 10.000 để chuộc thôi, rất là rẻ. I'll look into it. Rẻ vãi các trưởng. Ok. Và có thể là chắc cái video test MK2 của mình là chắc có thể tới đây thôi. Đó. Và như vừa nãy mình cũng đã hứa các bạn thì mình sẽ cho các bạn xem cái tập đoàn Deluxo của mình. Và ok, thì mình nói luôn là trong cái phần Terobyte này đấy thì các bạn có thể gọi nhanh cái con MK2 ra được ha. Đấy. Nó có cái phần gọi nhanh cái con MK2 ra được. Opposition MK2 đấy. Ok, và gọi nào. Mình nghĩ nó chắc nó cũng không gọi nhanh bằng cái Moto Club đâu, nhưng mà thôi kệ, cứ gọi đi cho nó vui. À. Rồi, đây. MK2 ở bên kia đường. Dạo này mình mới học cái cách né xe đấy nên không bị tông nữa. Ok. Không bị những cái điều đáng tiếc nó xảy ra. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ vô trong cái gara này và mình sẽ cho các bạn xem. À. Rồi, đi nào. Thì những cái con Deluxo của mình thì mình để ở bên gara 3 này này. Ok. Giống y chang nhau luôn các bạn ạ. Đấy, có mỗi cái biển số nó khác thôi này các bạn ạ ha. Đây là 38DV. Còn đây là 28VX. Đó. Ok, thì mình chỉ muốn khoe cái xe Deluxo thôi, chứ thực sự là mình hồi trước là mình rất là máu Deluxo, tại vì đi bắn nhau các bạn đấy, rất là thích Deluxo luôn nên mình phải mua rất là nhiều. Tại vì mỗi lần mà người ta bắn á, là nó sẽ bị hư và mình cần gọi nhanh Deluxo nên mình phải mua một đống như vậy ha. Ok, và chắc có thể thì mình sẽ kết thúc cái video review siêu xe ở đây ha. Thì nếu các bạn thích cái video này thì
nhớ để lại cho mình một like, chia sẻ và đăng ký ha. Đừng quên comment đóng góp ý tưởng dưới video này giúp mình ha. Và ok, bây giờ thì bye bye tất cả các bạn và hẹn các bạn vào video tiếp theo của mình. Bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.